Thưa quý vị, chung một mỗi người một việc tốt hôm nay sẽ giới thiệu việc tốt của nữ thủ lĩnh thanh niên ở xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, luôn sáng tạo nhiệt huyết trong hoạt động phong trào đoàn. Bùi nữ Quỳnh Trang, bí thư đoàn xã Hành Minh còn tích cực huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Chị và mấy anh chị ở đây cũng lên để cho các em cái phần hỗ trợ của tháng 10. Em cũng thấy mình may mắn hơn bọn bà, bởi vì mình ở tại địa phương, mình được cống hiến sức trẻ của mình cho địa phương. Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ở thị trấn Chợ Chùa, điểm đến quen thuộc của Trang và các đoàn viên thanh niên xã Hành Minh trong hơn 3 năm qua. Các loại phế liệu của gia đình được bà Thủy gom lại và cho đoàn thanh niên bán để tạo quỹ hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hồi xưa không có cháu nó tới nhận thì cô đem bán. Từ ngày có kế hoạch để cho ủng hộ người nghèo á, thì cô cũng thấy thôi cái đó là cũng ý nghĩa, anh bón thì không mấy đồng bọn, thì cho có cháu nó về lộn nó hỗ trợ cho các em để có tiền mà cho vợ sách không được, cô không tới được thì có điều kiện gì khóc cho thì cô lo. Sau khi gom về đây thì trong vòng một tháng hoặc là hai tháng, nếu mà không có việc bạn thì tụi em sẽ phân loại và gọi những cái chủ bưởi và chơi tới để căng và lấy tiền, và số tiền đó thì tụi em sẽ đem tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em trẻ em mồ côi trên địa bàn. Nguyễn Tấn Đạt đang học lớp 6. Đạt ở với ông bà nội từ nhỏ, em thường sống khép mình. Đầu năm học đến nay, Đạt có thêm những người chị, người bạn. Đó là những đoàn viên thanh niên của xã Hành Minh. Đạt đã được các anh chị nhận làm em nuôi của đoàn. Ngoài hỗ trợ vật chất, các đoàn viên thanh niên còn thay phiên nhau đến nhà trò chuyện giúp đỡ. Đạt đã cởi mở, tự tin hơn. Cho đoàn được tới giúp quà, tiền, cứ hàng tháng được 500, hầu tháng 300, cho cháu cũng được hỗ trợ cháu để ăn học sau này, phụ giúp gia đình chúng tôi. Một trường hợp khác, Lưu Thị Tuyết Nhi, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Nghĩa Hành 1, là học sinh giỏi nhưng do gia đình khó khăn, bố mẹ đau ốm thường xuyên. Đầu năm học này, Nhi đã quyết định bỏ học để vào thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm. Biết được hoàn cảnh, Trang đã động viên và kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ để Nhi tiếp tục con đường học hành. Nhi cũng được đoàn xã Hành Minh nhận làm người bạn của đoàn, hỗ trợ học bổng đến hết năm học 12. Bà nội chỉ gọi cho con ấy, gọi cho con hỏi thăm con, động viên con về. Sau đó còn cho con được nhận suất học bổng của bên người bọn của đoàn, là hỗ trợ 500 ngàn một tháng. Nên là con thấy nó là động lực là để con tiếp tục đi học, tiếp tục đến trường. Có nhiều cái trường hợp em gặp rồi mà em trăn trở lắm, tức là mình không thể giúp được, mình rất là trăn trở, cho nên là em muốn là nhờ sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ. Và sau khi hỗ trợ các bạn thì em cũng thấy các bạn đã tiến bộ hơn, gia đình đã khó khăn hơn, thì đó là động lực để em cố gắng hơn nữa. Bùi nữ Quỳnh Trang có hơn 4 năm đảm nhiệm bí thư đoàn xã Hành Minh, rất nhiệt huyết và luôn sáng tạo trong hoạt động phong trào đoàn ở cơ sở. Trang còn nỗ lực huy động các nhà hảo tâm, nhà tài trợ giúp đỡ cho nhiều hộ gia đình khó khăn, đặc biệt là trẻ em nghèo, mồ côi ở địa phương. Tổng kinh phí huy động đến nay là gần 500 triệu đồng. Cô rất là ngưỡng mộ. Nói chung mọi cái hoạt động của xã là luôn đi đầu. Nói chung cái gì cô cũng thích hết nha. Nó là giống như là rửa xe từ thiện rồi ly cà phê 30 đồng rồi. Nói chung là tất tật, nếu mà gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn là toàn là người đi đầu.
để là giống như là lên Facebook rồi kêu gọi rồi để động viên tinh thần, giúp đỡ hỗ trợ cho những người khó khăn. Đúng là thanh niên là việc gì cần là thanh niên có, là việc gì khó là có thanh niên. Làm cái công tác thiện nguyện á là với cái sức mình á, mình chỉ đóng góp, huy động đóng góp thôi, cho nên là mọi người giúp đỡ nhiều thì em mới được giúp đỡ được các bạn khác. Cho nên là đối với em thì sự ghi nhận của mọi người cho em hôm nay đó là sự tin tưởng và hỗ trợ của tất cả mọi người trong địa phương cũng như ngoài địa phương. Chứ với em này đó là công việc thôi, chứ cũng không phải là kiểu là không có gì lớn lo hết đó. Tuổi trẻ sẽ đẹp hơn và ý nghĩa hơn khi biết cống hiến cho quê hương đất nước. Bùi Nữ Quỳnh Trang, bí thư đoàn xã Hành Minh, đang lan tỏa tinh thần tình nguyện, giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.